Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng chúng ta bắt đầu theo dõi hơi thở. Chúng ta nghe tiếng chuông thầy hướng dẫn. Thở vào, con biết con đang thở vào. Thở ra, con biết con đang thở ra và còn sống ngồi đây. Vào, ra. Breathing in. I know I'm breathing in. Breathing out. I know I'm breathing out. And I know I still alive. And practicing meditation with the Sangha today together. Thở vào, con cảm thấy khỏe. Thở ra, con cảm thấy nhẹ. Khỏe và nhẹ. Breathing in, I feel happy. Breathing out, I feel relaxed and calm. Happy, relaxed and calm. An tịnh tâm hành. Con đang thở vào, an tịnh tâm hành. Con đang thở ra, calming the whole mind, I'm breathing in. Calming the whole mind, I'm breathing out. In and out. An tịnh thân hành, con đang thở vào, an tịnh thân hành, con đang thở ra, vào, ra, calm in the whole body, I'm breathing in, calm in the whole body, I'm breathing out, in and out. Con biết năm cũ canh tí vừa qua. Thở ra, con biết năm mới Tân Sửu vừa đến. Vào, ra. Breathing in, I know the year of mouse is over. Breathing out, I know the year of the buffalo is coming in and out. Biết con đang học Phật pháp với đại chúng mỗi ngày. Thở ra, con rất là hoan hỷ tu học Phật pháp với đại chúng mỗi tuần. Breathing in, I'm very happy to learn and to practice the Buddha teaching with Dhamma brother and sister. Breathing out. I'm very happy to learn and to practice the Buddha teaching daily, weekly, monthly, and yearly. In and out.
Thở vào, con biết con đang tu tập Phật pháp cho con và cho người thân, người thương của con. Thở ra, con biết con mời người thân, người thương của con cùng tu học Phật pháp với con mỗi ngày. Breathing in, I know I'm practicing and learning meditation and learning the Buddha teaching every day with my relative, my loved one, together. Breathing out, I know I would like to invite my relative, my loved one, to practice, to learn the Buddha teaching with me daily, every day, every week and every month. In and out. Quán vô thường, con đang thở vào. Quán vô thường, con đang thở ra. Contemplation, I'm breathing in. Contemplation, impermanent, I'm breathing out. In and out. Cảm giác toàn thân, con đang thở vào. Cảm giác toàn thân, con đang thở ra. Feeling the whole body, I'm breathing in. Feeling the whole body, I'm breathing out. In and out. Cảm giác toàn tâm, con đang thở vào. Cảm giác toàn tâm, con đang thở ra. Feeling the whole mind, I'm breathing in. Feeling the whole mind, I'm breathing out. In and out. Dear Dharma brother and sister, today we are here at Pháp Nhãn Temple. First of all, I would like to invite whole Sangha to chant the Buddha teaching, and then we learn the Buddha teaching and practice the Buddha teaching together in the new year. Today is on February 22nd. 2024, we are at Pháp Nhãn Temple on the in the New Year retreat on the 35th day. First of all, I would like to invite the whole Sangha to chant the Buddha teaching, and then we learn the Dhamma of the Buddha together. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị qua cái bữa mấy ngày tuyết lạnh, mọi việc đã ổn định, thầy cũng sắp ổn định rồi. Hôm nay mà mình gặp nhau, tự nhiên mình học Phật pháp rất là vui. Thì hôm nay mình học cái khóa tu tiếp nối cái khóa tu mùa đông, là hôm nay là một khóa tu năm mới, là ngày thứ 35. Thì bây giờ cái chương trình chúng ta bắt đầu là tụng kinh, rồi sau đó chúng ta nghe pháp thoại. Rồi bây giờ mời đại chúng ta cùng nhau tụng kinh nha. Rồi, Nam Mô Phật.
chúng thấy cái dòng chữ phải không? Nếu mà thấy, dạ rồi tốt quá. Rồi bây giờ mời đại chúng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chùa Pháp Nhãn và đại chúng cùng nhau tụng kinh chân hạnh phúc. Đây là những điều tôi đùa nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành xa về. Tại tu viện cấp cô độc trong vườn Kỳ Đà, hôm đó trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuất thăm người. Hào quang và vẻ đẹp của vị thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đành lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kể thiên và nhân thao thức, muốn biết về hạnh phúc để sống đời an lành. Xin Thế Tôn di dạy, đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. Một là lanh xa kẻ sâu ác, luôn gần gũi người lành. Tôn kính bậc đáng kính là hạnh phúc lớn nhất. Hai là biết chọn môi trường tốt để làm các việc lành, đi trên đường chân thiện là hạnh phúc lớn nhất. Ba là siêng học nghề nghiệp lành, biết sống đời đức hạnh, biết nói lời ai ngữ là hạnh phúc lớn nhất. Bốn là biết phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, biết làm nghề thích hợp là hạnh phúc lớn nhất. Năm là sống vui vẻ bố thí, giúp quyền thuộc thân bằng, ứng xử công ty vết là hạnh phúc lớn nhất. Sáu là tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tính cần làm việc lành là hạnh phúc lớn nhất. Bảy là biết khiêm cung lễ độ, để học hỏi điều hay, nhờ ơn và biết đủ là hạnh phúc lớn nhất. Tám là biết kiên trì phục thiện, thân cận người tài đức, siêng năng cùng tu học là hạnh phúc lớn nhất. Chính là sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thưởng thức được pháp vui là hạnh phúc lớn nhất. Người là xa sống trong nhân gian này, tâm không hề lây chuyển, giúp phiền não an nhiên là hạnh phúc lớn nhất. Ai thực hành như thế đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, hạnh
phúc cho tự thân, hạnh phúc cho tha nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thương gia hộ, thế tôn dung mạo như vầng nguyệt, lại như mặt nhật phong quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xá từ bi điều thâm nhuận. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. 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 Từng tập các việc làm việc lành hàng ngày, buổi sáng nói điều lành, buổi trưa nói điều lành, buổi tối nói điều lành. Ta có một ngày vui, buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa nghĩ điều lành, buổi tối nghĩ điều lành. Ta có một ngày vui, buổi sáng làm điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối làm điều lành. Ta có một ngày vui, ta có một năm vui, và ta có cuộc đời vui. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay toàn thể đại chúng chúng con nhân những ngày năm mới năm Tân Sửu, toàn thể đại chúng chúng con tinh tiến tu tập Phật Pháp mỗi ngày để hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên, người sống được vui, người mất được nhẹ nhàng và siêu thoát. Và chúng con phát nguyện đem giáo lý Phật Đà Hoàng Dương chánh pháp ngay tại thế gian này làm lời lạc nhân thiên ngay trong cuộc sống hiện tại. Đồng thời hôm nay có toàn thể quý Phật tử cầu an tên là gia đình quý Phật tử Diệu Liên, Diệu Thúy, Trang Đài, Thiện Hiền, Nhũng Mỹ, Nhũng Trang, Thủy Chơn, Diệu Hòa, Quán Giác, Hoàng Ái, Huyền Dung, Nguyên Huyền, Diệu Huyền, Từ Bi Lạc, Đồng Lạc, Diệu Thọ, Diệu Chánh, Hai Triều, Thanh Tâm, Chị Nhu, Thí Liễu, Kim Anh, Chị Minh, Phương Thảo, Minh Khôi, Minh Bản, Trân Nhã, Hoàng Lỡ Lạc, Pháp Danh, Diệu Kiến, Diệu Thanh Tâm, Bác Thượng, gia đình quý Phật tử Phan Thị Lệ Thủy, Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Thị Anh Tư, Nguyên Quý, Nguyên Các, Quảng Hiếu, Minh Bình, Diệu Hoàng, Trí Trí, Thiên Hương, Như Từ, Quảng Tú, Tâm Huệ, Chị Hầm, Diệu Quỳnh, Diệu Âm, Minh Anh, chị Linda, anh Phong, anh Ngân, Đặng Thu Trang, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Nam,
Nguyện thì nguyên nhân pháp danh diệu nghĩa cầu an gia đình quý Phật tử. Nguyện Trương Ngọc Châu pháp danh Thiên Kim An sinh lộc Huệ Hiệp Phan Thị Bế Doãn Kim Thanh sinh Phước Thiện Kim Nghĩa Doãn Thanh Sơn Doãn Bùi Bảo Ngọc Ngô Thị Nho Doãn Trung Tiến Cao Thị Phương Lê Doãn Ngọc Phương Vi Doãn Cao Dũng cầu an gia đình quý Phật tử. Nguyễn Thị Loan pháp danh Diệu Huyền Tân Việt Tiết Tân Việt Anh Tuấn Chiêm Tiểu Phấn Tân Kim Vi cầu an gia đình diễm Phật tử. Tân Kim Phương Dương Quốc Văn Dương Thục Nghi Tân Kim Nghi toàn thể gia đình quý Phật tử hữu danh và vô danh xin cầu nguyện lớn nhỏ được bình an, mọi việc được hanh thông, điều lành đưa tới, điều không lành đưa đi, mọi việc được hanh thông thuận duyên trong đời sống hàng ngày. Và hôm nay chúng con tụng kinh đầu năm cầu nguyện cho chư vị hương linh cô Phật tử Nguyễn Văn Hải pháp danh Minh Trí lâm chung ngày lễ Đức Phật A Di Đà nhằm ngày 30 tháng 12 năm 2020 tại bệnh viện Đà La Tế Sịch Nịp, Trung Quốc Hoa Kỳ hưởng thọ 78 tuổi. Cầu nguyện hướng linh Bổn Diệu Đức, hướng linh Nguyễn Công Lý pháp danh Tâm Ngộ, hướng linh Lê Nguyễn Lê Thiên Phúc, hướng linh Trần Thị Liên pháp danh Diệu Hoa, hướng linh Hoàng Trấn, hướng linh Hương Cúc Hoa pháp danh Diệu Trì, hướng linh Nguyễn Tung Hy Kenneth pháp danh Minh Đạt, hương linh ông Thanh Hà pháp danh Thiện Giảng, hương linh Văn Nguyệt Kim pháp danh Tâm Quảng, hương linh Hoàng Lê Hà pháp danh Diệu Hải, hương linh Olivia 11 tuổi, Edison 8 tuổi, Colette 5 tuổi và bà cùng bà ngoại. Cầu nguyện chư vị hương linh hữu danh vô danh nghe kinh nghe kệ nghe lời Phật dạy sinh về thế giới an lành. Nam mô Phật Bảo, Nam mô Pháp Bảo, Nam mô Tăng Bảo, vãng sanh quyết định chơn ngôn. Nam mô A Di Đà Bà, Giả Đa Ta, Giả Đa Giả Đa Điều, Giả Ta Di Đi Đô Bà Tị, Di Đi Đáng Đâm Tị, Di Đại Can Đế, Di Đại Can Đa Dạ ni a nai đa lê ta ba hâm mô di đa dạ ta dạ dạ điện ta di đô tị di đáng đâm tị di đại can đế di đại can đa dạ ni a nai đa lê ta ba hâm mô di đa dạ ta dạ dạ điện ta di đô tị di đáng đâm tị di đại can đế di đại can đa dạ ni a nai đa lê ta ba tâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sinh mọi miền pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoạn quả phần xin chứng nên nguyện xin về tịnh độ sen nở thấy vô sanh chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành nguyện dâng anh phiền não cho tri tuệ phán sanh cho tội chướng tiêu tan qua giác ngộ viên thành phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh thức không luận ngày hay đêm niệm chánh pháp. Nam mô Đạt Ma Gia. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh thức không luận ngày hay đêm tưởng tượng niệm tăng đoàn.
Nam mô Sang Ya Ya Bồ Đề Diệu Pháp Biên Trang Nghiêm Ma Tùy Theo Chỗ Ở Thường An Lạc. Bồ Đề Diệu Pháp Biên Trang Nghiêm Ma Tùy Theo Chỗ Ở Thường An Lạc. Bồ Đề Diệu Pháp Biên Trang Nghiêm Ma Tùy Theo Chỗ Ở Thường An Lạc. Dạ Nam Mô Phật. Vừa rồi chúng ta đã tụng kinh năm mới vừa xong. Bây giờ tiếp theo là chương trình nghe pháp thoại. Thầy xin mở pháp thoại cho đại chúng cùng nhau tu học cho nó có ý nghĩa. Rồi bữa nay là đại chúng thấy là hôm qua là mình đã học thực tập các điều lành hàng ngày phần 1 rồi. Bữa nay chúng ta học tiếp là thực tập các điều lành phần 2. Yeah, practice and the wholesome thing daily part 2. Dạ, bây giờ mời đại chúng chúng ta bắt đầu học tiếp phần 2. Dạ, phần này mình đọc lại thôi, mình ôn lại hôm qua là khi Đức Phật dạy đó trong cái phẩm Cát Tường, trong bài kinh là Tăng Chi Bộ là Anguttara Nikaya số 100, La Mã là số 15. Cái đây là phẩm 150 là phẩm Cát Tường. Thì Đức Phật dạy tiếp là khi có niềm tin chánh tín và sâu sắc vào nhân quả rồi. Tức là có hai vế, niềm tin chánh tín vào nhân quả hay là niềm tin sâu sắc vào nhân quả. Tạo nhân nè, duyên nè, tốt đẹp, tất cả đều đưa đến kết quả tốt đẹp. Thì chúng ta không cần xem ngày giờ tốt xấu, cúng sao giải hạn, đốt vàng mã, sinh xăm, bối toán và xem phong thủy vân vân. Tức là còn nữa đó. Ở đây mình nói là văn văn là còn nữa. Thì hôm qua mình đã nghe cái phần này chi tiết rồi, bây giờ thầy lướt qua. Như vậy tốt hay xấu nha, tốt hay xấu, thiện hay ác, hai vế. Đây là so sánh, câu cái cụm từ so sánh thiện hay là ác, tốt hay là xấu là cái cụm từ so sánh. Lành hay là dữ là do cái gì? Là do các hành động, lời nói và ý nghĩ của mình tạo tác mà thôi. Tức là ở đây nhấn mạnh là do cái ba cái nghiệp là hành động, lời nói, hành động của thân và cái lời nói là của miệng và ý nghĩ của mình là tạo tác mà thôi. Cái ý này hôm qua mình cũng nghe rồi, là ở đây đó là tất cả đều do mình chứ không có do đấng bề trên, không có do Phật hay là Bồ Tát vân vân, không có do ai mà tạo tác mà do chính mình. Bây giờ các ngài mình có gia hộ, các ngài mình có chư tôn đức hay là Đức Phật hay là Bồ Tát hay các bề trên gì đó, mà có sai bảo gì mà mình không làm mà cũng chịu thôi. Hoặc là tốt hay xấu là do cái mình tạo chứ không ai, không ai tạo mình hết, cho không ai tạo hết, là do chính mình thôi. Cái phần này mình nghe hôm qua rất là rõ, thầy lướt thôi. Ở đây mình đọc tiếng Mỹ. When we have the deep and right confidence in cause and effect creating good causes and conditions on up with lead to good result. Tức là khi chúng ta có cái gì, một là nó hai vế, cái từ này là deep confidence, một là có cái niềm tin sâu sắc nha, có cái niềm deep confidence. Hoặc là cái vế thứ hai là when we have the right confidence, khi chúng ta có cái niềm tin chân chánh, right confidence in cause effect, và vào cái nhân quả đó, có cái niềm tin sâu sắc hay là niềm tin chân chánh vào nhân quả. Tạo cái gì? Tạo nhân, cái nhân là nguyên nhân đó, và duyên là điều kiện. Chữ duyên á, quý vị nhớ tiếng Mỹ là condition nha. Nhiều khi mình người ta hỏi nhân duyên tiếng Mỹ là gì á, quý vị nhiều khi quên, không có chuyển ngữ được. Tạo nhân duyên tốt lành, chữ good này là chỉ cho tốt lành nha. Creating good causes, causes and good condition là tạo nhân duyên tốt lành. Duyên có nghĩa là điều kiện, là những cái điều kiện, đây là số nhiều nha quý vị ha. Điều kiện là nhiều điều kiện cho một điều kiện chưa đủ. Hôm qua mình đã nghe cái phần này rồi. Thì tất cả cái gì, chữ which này là nó chỉ cho những cái condition, causes vân vân. On up with lead to good result, nó đưa đến cái gì, kết quả tốt. Tức là nhân duyên mà tốt rồi đó, điều kiện tốt, cái nguyên nhân mà tốt,
thì nó đưa tới cái quả, cái kết quả tốt tốt lành. Đó là hôm qua mình đã nghe phần này, thầy nói thêm tiếng Mỹ cho quý vị học và ghi nhận thêm. Quý vị thấy càng ngày làm PowerPoint càng phong phú hơn, thầy lật qua giống như mình lật cuốn trang cuốn vở hơn. Dùng cái này mà giống như mình lật cái trang vở thôi, quý Phật tử mình càng ngày càng giỏi quá, giống như lật trang vở không, bấm cái lật qua như là đó, ví dụ vậy, hay thiệt á. Đó, càng ngày càng phong phú hơn, đại chúng có phước quá. Rồi bây giờ mình nghe tiếp nha. We do not need to see the good and bad day in our Vasishta to eliminate karma, burn the votive bad for short time, do divination, see feng shui, etc. Good or bad, good or evil, wholesome or unwholesome, is only realized by our action, words and thoughts. Thì chỗ này quý vị biết nè, là tiếng Mỹ thế nè. Khi mà chúng ta có cái nhân cái duyên mà tốt rồi đó, đưa đến kết quả tốt rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta không còn cái gì, không còn xem cái gì, ngày giờ tốt xấu, quý vị. The good and the best day, tức là ngày giờ tốt xấu, quý vị thân, không cần. The Vasishta cũng không còn cái gì, chứ do not need, need cái gì, need to á, quý vị phải nhớ cái này nha. To Vasish tức là không cần coi sao, cũng sao đó. Rồi giải hạn có nghĩa là Vasishta to eliminate karma, xem sao giải hạn, tức là giải nghiệp á. Hạn ở đây quý vị phải nhớ là nghiệp đó nha quý vị. Không cần xem sao giới hạn. Rồi we do not need to burn the votive, tức là không còn đốt giấy vàng mã. Nhớ chữ đây nha, chữ đây, chữ burn the votive là đốt giấy vàng mã nha. Quý vị rất là hay ha, lớp học này giỏi quá, vừa học tiếng Việt rồi vừa học tiếng Mỹ nữa, biết để cái sau này ta nói đốt giấy vàng mã tiếng Mỹ là gì, thì quý vị nhớ là burn the votive. We do not need hay we don't need to burn the votive là không cần đốt giấy vàng mã, và không cần xin xăm là we don't need to beg for short time, tức là không cần xin xăm bởi vẻ quý vị thân, không cần xin xăm và không cần xin xăm bối vẽ bối toán đó, divination và xem phong thủy là see feng shui. We don't need to see feng shui là phong thủy. Cái đây là cái từ tiếng Mỹ, nó không có, ta lấy tiếng Tàu luôn, chứ feng shui là ta lấy cái từ gốc luôn là tiếng Tàu đó, là phong thủy đó quý vị. Phong là gió, thủy là nước, là coi phong thủy đó, và essa tức là vân vân. Bây giờ chỗ này nè, good or bad tức là good or bad, tức là tốt hay xấu, good or the evil tức là lành hay là ác, thiện hay là ác, cũng chứ good mà tùy theo mình dịch, tùy theo mình chuyển ngữ, tốt hay xấu, lành hay là ác, hay là thiện hay là dữ, lành hay là dữ vân vân. Wholesome or unwholesome, lành hay là không lành, unwholesome tức là không lành, nhan thêm chữ tiếp đầu ngữ là không lành, thiện hay là lành hay là không lành. Thì đó nha, cái thì là gì, là do cái hành động, lời nói và cái ý nghĩ của mình tạo tác thôi. Đó, by tức là dạng bị động, is only created by our action, words and thought. Quý vị rất là giỏi, vừa học tiếng Việt mà bây giờ học thêm tiếng Mỹ nữa, quá giỏi. Mami còn giỏi quá, Daddy còn giỏi quá, học cả hai ba ngôn ngữ luôn. Cho nên mấy cái này thuật ngữ xem sao giới hạn là quý vị nhớ những cái từ này, và coi ngày giờ tốt xấu, quý vị nói là không cần coi ngày giờ tốt xấu, là quý vị nói là we don't need to see the good and bad day and hour, we don't need to see worship star to eliminate the karma, we don't need to burn the votive, không cần đốt giấy bằng mã, không cần gì đó. Quý vị cứ nhớ những cái thuật ngữ này, chỉ cho mai mốt mà đi tới chùa mà làm thông dịch rồi chỉ cho mà chất lượng lắm á. Mình có qua cái lớp thuật ngữ Phật học rồi, cho nên không có ngán. Mấy cái anh đen hay đỏ hay trắng tới là mình làm ráo hết, không sao hết. Rồi bây giờ mời đại chúng ta học tiếp nha.
À, bây giờ qua cái bài kệ Đức Phật nãy là nói cái văn xuôi, bây giờ văn vần Đức Phật dạy là vần sao lành, may lành, sát na lành, sát na làm điều lành, ý niệm làm điều lành, thân tâm thường tĩnh lặng, tĩnh lặng. Ở đây Đức Phật nói là thay vì mình cúng sao đó là vần sao lành, may lành, ý nói rằng là cái vần sao lành, may lành là do cái vần sao này hay là cái may lành này do mình tạo tác luôn, tức là lành hay dữ. Vần sao đen là vần sao phiền não, vần sao mà hiền lành, vần sao mà trên cái sao lành hay là may lành á, tức là tất cả đều là do mình tạo tác. May ở đây là cái nghĩa đen là chỉ cho may và vần sao, nhưng mà cái nghĩa bóng á, nghĩa là gì, là cái sát na. Sát na là từng sát na, tiếng Mỹ gọi là moment, every moment. Khi mà mình học Phật pháp mình nói là phút giây hiện tại, hay là mỗi cái giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Every moment is wonderful moment. Phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời, là sát na đó. Dịch theo cái âm Hán Việt gọi là sát na. Làm điều lành là mỗi cái giây, mỗi giờ làm điều lành rồi, phút làm điều lành rồi, giây làm điều lành rồi. Bây giờ sát na có nghĩa là trong trong cái li ti đó mình cũng cái ý niệm lành, làm điều lành, ý nghĩ điều lành. Cho nên ở đây sát na làm điều lành, thì cái giờ tiếp theo đó ý niệm làm điều lành. Tại vì sát na nó đi đôi với cái ý niệm của mình, nó tích tắc thôi. Ví dụ ngồi ở đây mà quý vị nghĩ tới ở New York, nghĩ tới bên Úc, nghĩ tới bên châu Âu, kể cả nghĩ tới Việt Nam và kể cả nghĩ tới cung trăng luôn, vân vân, thì cái ý niệm này nó đi một sát na phải tích tắc thôi là nó tới liền. Một cái tâm niệm, một cái ý niệm là nó tới liền. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy đó, sát na làm điều lành và ý niệm làm điều lành. Nhớ cái chữ này nha quý vị ha, làm điều lành thì thân tâm thừa tĩnh lặng. Thưa đại chúng, khi mà mình có những cái ý nghĩ là lời nói việc làm mà có trong từng sát na, tức là mình nó phải là mỗi giờ mình làm điều lành, mà Đức Phật dạy là từng sát na mình làm điều lành. Mà khi mà sát na mình làm điều lành rồi đó, thì cái ý niệm mình đi đôi với cái sát na đó, nhờ cái ý, cái tâm á, nó chỉ đạo cái thân và cái việc làm của mình, cái thân và cái lời nói. Khi mà cái ý mình trong lành rồi đó, thì lúc bấy giờ tất cả những cái hành động kia nó theo. Ý nó quan trọng, tâm nó quan trọng lắm quý vị. Cho nên trong cái lời vàng của Đức Phật đó, cái bài kệ mà đầu tiên, hai cái bài kệ đó, Đức Phật dạy là tự mình làm điều ác, không, cái bài đó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu nói hay hành động với tâm an lạc thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Đó là cái bài lời vàng của Đức Phật, là cái bài kệ đầu tiên đó. Từ từ mình có cái thời gian rồi mình học từng cái bài kệ bằng cả song ngữ luôn, rồi lúc đó mình biết. Ở đây thầy chỉ giới thiệu sơ, cho nên ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác, nếu nói hay hành động, tức là ý là nó làm chủ, thì cái lời nói nè, cái hành động của mình á, tức là body action and verbal action, nó đi theo á, belong to what, belong to mental action, nó đi theo với cái tâm của mình, cái ý của mình. Cho nên khi mà mình làm cái việc gì là cái ý nó chủ động. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là sát na làm điều lành và ý niệm làm điều lành, rất là hay đó quý vị. Mà hơn khi mà hai cái này mà nó đi đôi với nhau đó, thì trong từng sát na mình làm điều lành, chứ không phải là từng giờ, cũng không phải là từng ngày. Ở đây Đức Phật khuyên bảo chúng ta là phải làm điều lành khi mà chúng ta có cái khái niệm và ý nghĩ làm việc lành, nói việc lành và hành động lành, thì lúc đó là trong từng cái tâm niệm của mình, thì lúc đó nó mới an lạc. Cái người nào mà quý vị thấy mình tạo phước rất là lâu, nhưng mà làm điều ác rất là nhanh. Tạo phước có thể mình làm cả tháng, có thể mình làm cả năm, thậm chí hàng năm, nhiều năm mình tạo phước rất là lâu. Cũng giống như mình trồng cái cây đó, mà muốn được như cái cây xoài mà nó ra trái xoài đó, cái quả đó, thì nó phải mất ít nhất phải 5 năm, 10 năm vân vân. Nhưng mà mình chặt cây xoài, mình đốt nó rất là nhanh quý vị. Cho nên ở đây cũng vậy, đó là nghĩa đen, nghĩa bóng có nghĩa là gì? Làm điều lành rất là lâu, tạo phước lành rất là lâu, nhưng mà mình khởi cái ý niệm ác á, nhanh lắm thưa đại chúng. Ví dụ như là mình hồi giờ mình giúp người, cứu người, mình thương người, thương vật, mình giúp, nhưng mà không biết sao ai xui khiến gì, ai sai bảo mình,
vì mình chơi với môi trường xấu, bạn bè xấu, cái nó khuyến khích với mình. Anh nói thôi giúp họ làm chi, rồi làm cái điều lành chi, thôi bây giờ coi cái người nào đó rồi mua rượu cho họ uống đi, rồi coi cái người nào đó mà không hợp mình á, họ mà đi ở trước mình đi ở sau cái mình vớt nó một cái, có thể bằng tay, có thể là bằng cái gì đó, đại khái gì. Thì cho nên ở đây á, mình phải hiểu rằng á, làm điều ác rất là nhanh. Thầy nói đó, trồng cái, đưa cái hình ảnh ví dụ cụ thể như trồng cái cây đó, một cây xoài hay là một cây chuối, ít nhất một năm nó mới ra bùa. Nhưng mà mình á, ra mình á, làm được ác có nghĩa là ra lấy cái gì đó bén bén, mình vớt cái cây chuối nó làm hai trong vòng tích tắc. Thì cũng vậy, đó là nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa lên, tạo cái được ác rất là nhanh. Mình hồi giờ là vuông trồng điều lành lâu lắm, thương người, giúp vật vân vân. Nhưng mà nói không mà mình môi trường xấu, gặp bạn bè xấu, gặp những cái thầy tà, bạn xấu, họ bảo mình ra làm điều ác, cái là mình ra mình mần một trong vòng tích tắc liền, sát na liền. Every moment when we do something wrong, our time bad result come to us. Tức là khi mình làm cái điều xấu thì cái kết quả xấu nó đến với mình nhanh lắm, nó tích tắc thôi. Cho nên ở đây cái bài kệ này vần may lành là vần may lành, làm lành, rồi ý nghĩ lành, rồi sát na lành, làm lành, tất cả đều làm lành thì thân tâm thường tính lành. Khi mà mình làm điều lành thì mình ăn ngon ngủ yên, đại chúng thấy không? Mình làm điều lành thì mình ăn ngon ngủ yên, mình không có lo gì hết, tại vì mình đâu có hại ai đâu. Ví dụ như nói ví dụ những cái hành động nhỏ nhỏ thôi, ống nước mà nó bể, bây giờ mình biết nghề ống nước, mình tới mình bắt, mình làm điều lành mà mình giúp cho cái người neighbor, mình giúp cho cái người nhà của mình, giúp cho cái người hàng xóm vân vân, tự nhiên mình làm điều lành mình ngủ yên. Nhưng mà ngược nói không, mình làm điều ác có nghĩa là ống nước người ta đang chảy đó, mình lấy cái kéo, lấy cái đồ cắt, cái cutter đó, cái ống đó, mình ra mình cắt cái ống nước người ta nó chảy ra cho xả cho nó tốn nước trời, đại khái vậy. Cũng là làm điều ác mà cái hành động nhỏ. Nhưng mà khi mình làm gì mình ăn không có ngon, ngủ không có yên, cái lương tâm nó bức rứt lắm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó, mỗi năm á, đầu năm mà khi mà mỗi cái năm nó cũ mà hết rồi năm mới về đó, là mục đích đó, mình học những cái bài như vậy đó để làm chi á, để mình tưới tẩm vào cái ý niệm lành, cái việc làm lành và lời nói lành, để làm chi á, mình vun trồng cái đời sống của mình, mình chuẩn bị, mình đâu có biết cái vô thường nó tới ngày nào, và mình biết á, sau này mình còn khỏe để mình giúp người thân của mình không, mình giúp cái người bạn của mình không, giúp cái người hàng xóm không. Cho nên á, khi mà mình làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành, cố gắng làm được cái gì làm, họ kệ nó, thấy người ta khổ như mình, hay là thấy bạn đạo nó vất vả cũng như mình, thôi kệ giúp nó con, mẹ thấy thương lắm, kệ mình làm được gì làm con à, trong cái khả năng của mình. Hoặc là chùa chiền hoặc tam bảo bất cứ ở đâu cũng vậy, kệ nó làm để mình vun trồng phước đức. Cho nên mình nhà ba mẹ có tu, anh chị em có tu thì mình nói đó, người trồng cây thiện, người ơi ta thì trồng cây đức để đời cho cháu con, chỉ có cây đức cây thiện là phước mãi thôi, chứ còn vật chất có đó nhưng mà vô thường tới mình đâu có đem theo cái gì. Cho nên con cố gắng, nhà mình cố gắng làm thiện, má cũng có cái tâm niệm là càng ngày càng lớn, má bắt chước ông nội, má bắt chước bà ngoại, ông ngoại, nhờ cái hạnh của ba mẹ của má, có ba gì đó, bây giờ mình làm thiện vun trồng cái phước đức con, mình để cái phước lành cho con cháu, cái đó hay lắm á, con cứ cố gắng đi. Mẹ không có gì, bây giờ càng ngày càng lớn, ba cũng vậy, làm cái phước thiện để cho chính mẹ là ngủ ngon nè, ăn ngon ngủ yên nè. Cái người làm lành, khi mà làm cái điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành, ăn ngon ngủ yên lắm, ngủ thẳng giấc hồi nào không sao, không có sợ ai quấy rầy. Nhưng mà mình làm điều ác á, mình phá phách ở neighbor cũng vậy, rồi ở mình đi đâu mà mình ăn cắp ăn trộm vân vân, nói chung ăn không ngon ngủ không yên. Bởi vì ví dụ như xe á, người ta đang chạy về cái mình ra mình, nói ví dụ mình ra mình xả bánh xe chơi, mà mình làm những cái đó mình để cho người ta, cái người mà có chiếc xe đó nó chạy không được, lúc đó mình vui. Nhưng mà vui cái đó, vui trong đau khổ, vui đó là vui ngủ ăn không ngon ngủ không yên. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó, cố gắng làm cái điều thiện điều lành để chúng ta có cái thân cái tâm thường tĩnh lặng, có nghĩa là bình an, không có sao hết, bình an vô sự, có nghĩa là thoải mái. Tại vì mình làm cái điều gì cũng vui thì mình thân tâm mình vui thì bạn xung quanh cũng vui. Như mấy đứa con cái mình về lâu lâu có dịp mà Thanksgiving hay là có dịp là
New Year hay là Christmas vân vân, hay là Buddha Birthday vân vân, thì con cái nó đoàn tụ gì đó mà mình về nhớ nhỏ cùng nhau vui vẻ ăn uống với nhau, làm cái điều lành, xây dựng cái gia đình hạnh phúc, vui lắm. Ba cũng vui, mẹ cũng vui, các anh chị em vui, và xóm làng đều vui, nhất là dòng họ cũng vui lắm cái ngày đoàn tụ mà. Nhưng mà nói không mà mình khi mà cái ngày đoàn tụ mà mình không có làm điều lành, ý nghĩa lành và lời nói lành đó, lúc đó cái mình bày ra rồi bắt đầu ăn rồi nhậu, rồi cái nhậu xong rồi xỉn rồi mới bày ra, rồi cái thời gian trống quá đi casino rồi đi làm này làm kia, lúc đó nó hư hết, nó hỏng hết. Cho nên Đức Phật dạy đó, nói chung là trong cái bài, cái đoạn thơ này á, làm điều lành, sát na làm điều lành, ý niệm làm điều lành thì thân tâm mình thanh lành. Mình hiểu và mình học được như vậy đó, đại chúng rất là vui khi mà mình thấm lời dạy của Đức Phật. Cho nên mỗi ngày mà ba má mà làm điều lành á, tụi con yên tâm lắm, tụi con ngủ ngon, nhờ có ba má là người gương mẫu đã hướng dẫn cho con cái, cho nên á, cho con cháu hay là cho tụi con trai con gái ngon lắm, nhờ cái phước của má, nhờ cái phước của mẹ nè, nhờ cái phước của cha nè, con thương má lắm. Má đi đâu cũng nhớ lắm. Còn mà má mà làm gì mà trục trặc á, làm cái điều gì mà bất lành đó, má với bà mà lục đục cả ngày á, thôi ông bà đi đâu đi tôi cũng không có nhắc tới nữa, nghe tới má tôi ngại quá nghe tới bà tôi ngại quá. Sao mà ba của người hàng xóm của cái cô đó, cái chị đó sao dễ thương quá, mà tới nói ba của mình, má mình tự nhiên mình ngồi mình khóc liền, bởi vì á, không có cái nền tảng đạo đức. Cho nên ở đây á, Đức Phật dạy là nền tảng đạo đức rất là quan trọng. Có phước lành mà ba mẹ có cái phước rồi, ba mẹ làm điều lành rồi, bây giờ tụi con hay quá, bây giờ thời gian rảnh nè, ba mẹ nghe pháp sớm nhau mời bạn đạo, mình rỉ với nhau, mình tu rỉ, mình rỉ người này người kia tu với nhau, phước lành lắm. Bởi vì mình khuyên làm điều lành mà, mình khuyên người bạn tới đi học Phật pháp cũng là làm điều lành. Mình nghe lời dạy Đức Phật là lời giác ngộ, lời thánh điển, tức là lời vàng mà cả đại chúng cùng tu học gì á, giây phút này hạnh phúc quá. Còn bây giờ thời gian rảnh quá là làm gì, bày ra coi phim bộ, rồi bày ra cái chuyện này chuyện kia, ăn uống nhậu nhẹt vân vân, tổn phước. Và hai nữa, sức khỏe không cho phép, nhất là ăn uống mà không có điều độ đó, bệnh từ khẩu nhập và bệnh từ cũng khẩu sanh. Không ăn cũng do cái ăn nhiều cũng do cái miệng, rồi nói nhiều cũng do cái miệng, là họa từ khẩu sanh, tức là do cái miệng mình nói ra. Cho nên người mà có tu tập đó khác hơn những người khác, có học Phật, có nghe pháp, hiểu lời dạy của Đức Phật rồi đó, hiểu tự nhiên cái nó thôi, mình đó, gọi là các ngài dạy đó, nhàn cư vi bất thiện, rảnh quá nhiều khi đó, làm những cái việc bất thiện, tức là làm cái việc ác, làm cái việc bất lành, nên không dành thời gian thích hợp tu tập. Còn hơi thở vào, còn hơi thở ra, còn mắt thấy tai nghe, thầy trường sĩ làm PowerPoint đưa lên trên màn ảnh mà má ngồi đây khỏe lắm, má nhìn dòng chữ rõ ràng. Ba cũng vậy, bây giờ học để làm cái phước lành cho con cái, ba tu, mẹ tu, rồi mẹ gieo cái phước lành, mình tu tập cho mình rồi cho con cái của mình đó, hay lắm. Con yên tâm, mẹ không có giao lưu, không có ngao du ở hướng đông hướng tây đâu. Mẹ lúc này tập trung, hay là ba cũng vậy, dành thời gian thích hợp tu tập, phước lắm, quý lắm. Mà quan trọng là thầy sĩ có rảnh không á mà nếu mà thầy rảnh đó, vui lắm, má cỡ nào cũng học, ba cũng vậy. Cho nên dành thời gian thích hợp mình nghe cái lời dạy, nghe cái điều lành. Tại sao á, hồi xưa thầy ổng bỏ ra nhiều năm, 2 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp, rồi 4 năm đại học, rồi 2 năm thạc sĩ, rồi 3 tới 5 năm tiến sĩ đó. Nếu ở ngoài, thầy nói cho đại chúng nghe, nếu ở ngoài mà học hết 12 rồi thì học cái nghề đi làm, hoặc là nếu mà ở ngoài đó học hết đại học rồi, tự nhiên đại học Văn Hạnh cũng là hết đại học ở trong Phật giáo, về ở ngoài, nếu mà ở ngoài thế gian đó học hết đại học là đi kiếm con thỏ lo cắt cỏ nó ăn là cắt cỏ lo cắt cỏ mẹ cho con, cho thỏ mẹ nè, cắt cỏ cho thỏ con nó ăn là xong nhưng mà mình tu hành đó, mình đó, dành thời gian thích hợp, mặc dầu biết vậy. Bởi vì á, thế gian có kiến thức, là người xuất gia cũng phải có kiến thức tình độ, để mai mốt á, cái nhìn của mình nương vào cái khoa học để nhìn cái Phật học nó sâu sắc hơn, rồi mình nói, mình chia sẻ thì lúc đó nó ăn khớp với nhau. Chứ còn nhiều khi mà tu không học á, các ngài dạy á, tu không học là tu mù, còn học không tu á thì cũng như cái đẩy đường sách. Cho nên á, mình học rồi mình tu á, mình mới chuyển hóa. Cũng vậy, mình học Phật pháp mà mình không thực hành, ai nói cái gì mình cũng giận,
hồi chưa học thì giọng ít, nhưng mà học rồi con thấy má hay bà càng ngày càng giọng hơn, càng ngày càng anh chị em cột kèo gì đó càng nói càng dớt, nói lời dớt nhiều lời, cho nên như vậy không có chuyển hóa. Mình tu như thế nào mà mình học như thế nào mình chuyển hóa lần lần. Cho nên quý ông quý ngài có dạy cái câu rất là thầy rất là thích, là nói là khi mà con học cái tốt nghiệp cái bằng BA á, in Bachelor in Buddhist Study đó, tức là bằng cử nhân Phật học đó, con tu như thế nào á, con học xong rồi con về đảnh lễ thầy sư phụ rồi mừng rồi, nhưng mà sư phụ có cái lời khuyên con tu như thế nào cũng như là một là thấp hơn nó xíu, là bằng cái bằng trung cấp thôi, bằng 12 thôi, trung học thôi, hoặc là bằng cái BA á, Bachelor in Buddhist Study á, bằng cái bằng cử nhân á, thì lúc đó sư phụ mới thích, mới ủng hộ con. Chứ còn học cho có bằng cấp mà không chịu tu á, là coi chừng đi coi chừng á, nhiều khi á, rất là trở ngại. Bởi vì người có trình độ, người có kiến thức mà nếu mà không có khởi cái tâm niệm lành đó, làm cái điều ác nguy hiểm lắm. Thà cái người mà dốt dốt, người ta nói người ta không có trình độ, ta nói nó cái level, cái mức độ của họ cái tới nhiêu đó thôi. Còn những cái người mà có trình độ cao đó, lại Phật mà không tu tập đó, coi chừng. Cho nên Đức Phật và quý ông quý ngài có hướng dẫn học một Phật pháp cũng vậy, học bác sĩ cũng vậy. Tại sao mà học bác sĩ 24 giờ người ta thực hành 24 giờ như vậy nó mới giỏi, chứ còn mình học Phật học cũng vậy, học 24 giờ một ngày và đêm thì mình thực tập ít ra cũng phải tương đương, hoặc là ít một xíu thì nó mới chất lượng. Chứ còn mình học không, kiến thức nó vô đầy, ai nói gì mình sổ ra, giống như là mình mở cái miệng bao lúa ra cái mình trút ra nó chạy vào, cuối cùng á, mình khoe rồi cuối cùng mình trống rỗng, tự nhiên lời nói thật là nhiều nhưng mà không có thực hành. Thì ở đây Đức Phật dạy đó, nói đi đôi với thực hành và ý nghĩ nữa, cái ý nghĩ làm chủ. Mà khi mà mình làm được như vậy rất là hay, nhất là làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Thì ngược lại cái lời dạy, lời vàng thứ hai trong cái bài kinh Pháp Cú Dhammapada, Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp hay là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay hành động với tâm ô nhiễm, với tâm bất thiện thì khổ não, thì bất hạnh sẽ theo sau như bánh xe theo trong con bật kéo. Quý vị thấy hay chưa? Cho nên á, khi mà mình á, làm điều bất thiện, làm điều bất lành thì cái khổ não nó theo với mình, rồi bất hạnh nó theo với mình, trước nhất là theo với mình. Suy mà mình khổ rồi đó, rồi người xung quanh, nhất là vợ chồng con cái, rồi người xung quanh của mình khổ theo. Cho nên Đức Phật cái bài cái phẩm song đối đó, twin versus, tức là cái phẩm song đối đó, Đức Phật dạy đó, tức là bài lời vàng thứ hai, bài kệ thứ hai đó, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay hành động với tâm ô nhiễm, với tâm bất thiện thì bất hạnh, khổ não sẽ theo sau như bánh xe theo trong con vật kéo đó. Cho nên quý vị thấy hình dung như con bò nó đi trước, nó có bánh xe đó, thì bánh xe nó theo cái dấu chân bò. Thì cái người làm bất thiện, làm ác thì nó cũng vậy. Khi mình làm thì bất thiện, mình làm ác thì cái ác, cái kết quả ác đó, nó theo với mình như hình với bóng. Mà không những theo mình nữa, mà theo người thân, người thương của mình, trong đó có vợ, chồng, con cái, vân vân. Ví dụ như là mình xâm phạm tình dục của trẻ em, ví dụ vậy. Thì bây giờ người ta bắt mình, rồi sau đó rồi người nhà mình khổ, rồi công ăn việc làm đủ thứ chuyện hết, vân vân và vân vân. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó, làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành. Đầu năm mà chúng ta mà làm được như vậy đó thì phước lành lắm quý vị. Thì cái học của chúng ta, một giờ mà chúng ta thực tập được một giờ, đó là phước lành cho chúng ta. Và khi chúng ta có được bằng cấp, bởi vì nếu mà người xuất gia hay là người cư sĩ cũng vậy, học mà không có thực hành là rất là trở ngại. Và nhất là cái người lãnh đạo tinh thần mà người xuất gia, có bằng cấp mà không có thực hành là rất là trở ngại. Mình cứ nói không mà cuối cùng không có thực hành, nguy hiểm lắm. Tự vì mình lúc đó cái niềm tin đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng đó, mà mình không thực hành thì lúc đó cái niềm tin của người thí chủ, của Phật tử nhiều khi thối Bồ Đề Tâm. Cho nên vì lý do đó, quý ông quý ngài động viên là phải cố gắng tu tập và ngon lành thực hành. Mình phải biết cái mình là ai, nhờ như vậy đó thì lúc đó mình mới làm được. Khi mình nói là quý Phật tử nghe hay là chư thiên hộ pháp nghe,
và mình làm chư thiên hộ pháp hiểu được như vậy đó, phước lành lắm. Cho nên đó, sát na lành làm lành, ý niệm lành làm lành, thân tâm thường tĩnh lặng, hay quá. Đại chúng thấy ý nghĩa không? Rất là hay, rất là ý nghĩa đó quý vị. Đó thì những cái điều đó để chúng ta học và chúng ta biết, mời đại chúng chúng ta học tiếp. Rồi bây giờ Đức Phật nãy cái bài nãy mình lấy mình trích ra mình tụng kinh đó, thì Đức Phật dạy là buổi sáng làm điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối làm điều lành thì ta có một ngày vui. Đó, buổi sáng nè, ở đây mình trích ra để mình tụng kinh nãy đó, buổi sáng mà mình làm điều lành, buổi trưa mà mình làm điều lành và buổi tối mình làm điều lành thì chúng ta chắc chắn là một ngày vui là cái chắc rồi. À, quý vị thân, một ngày vui, ngày vui có nghĩa là ngày và đêm đó, ngày ở đây có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ đó, ngày và đêm là vui rồi, ăn ngon ngủ yên là chắc chắn rồi. Chứ còn mà mình không có làm điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành là coi chừng rất là trở ngại. Ở đây mình đã tụng và mình nghe bữa trước cái đoạn bữa qua, thầy chỉ nhắc lại cho đại chúng nghe đó, ta có một ngày vui là cái kết quả nó đem tới. Cái đây là cái nhân, ba cái đây là cái nhân, bây giờ xuống đây là kết quả, là một ngày vui, một đêm vui là kết quả. À, nhưng chim nó bay hay quá. Rồi, đại chúng giỏi quá, bây giờ mời đại chúng đọc tiếp nha. Buổi sáng nói điều lành, buổi trưa nói điều lành, buổi tối nói điều lành, ta có một ngày vui. À, bây giờ nó thêm nè, bây giờ mình cái ngày nào mình cũng làm điều lành thì ta có một tuần vui, gì không? À, ngày vui và tuần vui. Bây giờ tiếp nữa là ta có một tháng vui. À, rồi tiếp nữa là ta có một năm vui, và cuối cùng á cả ngày, cả tuần, cả tháng, cả năm, rồi giờ ta có cuộc đời vui, còn gì bằng nữa, hạnh phúc lắm. Ba má mà làm được gì á, tụi con có phước lắm, hay lắm, nhờ ba má mà làm điều lành, vun trồng cái đời sống như tụi con phước lắm. Thì cứ sanh ra sao chúng cái gia đình gặp ba mẹ dễ thương quá, ngồi cái giờ rảnh ra học Phật pháp, nghe Phật pháp và làm cái phước lành cho con cái, tụi con thích quá. Thôi ba mẹ cố gắng nó nha nha. Chứ còn mà ba mẹ rảnh cứ rủ nhau chơi chơi bài, rủ nhau chơi cái gì á, chơi gì, chơi cờ, rủ nhau chơi lô tô vân vân, trở ngại, còn thấy ngại quá. Khi mà nhàn cư với bất thiện đó quý vị, mình rảnh mà mình không biết làm cái gì đó rồi nó trở ngại, nó là tạo những cái điều bất thiện, điều ác, cho nên ở đây không có tốt. Ở đây mà mình làm được như vậy đó, sáng trưa chiều và cuối cùng mình ta có một cuộc đời vui, đó là kết quả tốt đẹp nhất cho đời của chúng ta. Đó là Đức Phật dạy. Mời đây chúng tiếp. Bây giờ qua đoạn tiếng Mỹ nha. Auspicious star, tức là auspicious star, auspicious glow, moments doing auspicious thing, the idea of doing auspicious thing, the body and mind are usually calm. Những vòng sao lành á, những sao lành, may lành, là sao hay may á, là do cái đây là cái ví dụ như nãy mình nghe rồi, đây thầy chỉ nói thêm thôi. Moments doing auspicious thing, là sát na, là moment nha quý vị, làm cái điều lành, là cái điều thiện, điều lành đó. Auspicious là lành. Rồi cái ý chúng ta ý niệm đó, the idea of doing auspicious, những cái ý niệm làm cái điều lành thì thân, the body and mind, thân tâm thường tĩnh lặng. Đó, chúng ta đã nghe tiếng Việt rồi, ở đây chúng ta chỉ đọc tiếng Mỹ thôi. Hay quá. In the morning do something wholesome, in the afternoon do something wholesome, in the evening do something wholesome, we have a joyful day and night. Buổi sáng, in the morning là buổi sáng, do something wholesome là làm cái gì đó điều lành, buổi trưa làm cái gì đó điều lành, buổi tối làm cái điều gì đó lành, rồi thì ta có một ngày vui, a joyful day and night. Nãy là tiếng Việt chỉ day thôi, còn ở đây là cả day and night, 24 tiếng đồng hồ, ngày và đêm đều vui hết. Hay quá. In the morning, think about something wholesome. In the afternoon, think about something wholesome. In the evening, think about something wholesome. We have a joyful day and night. Nãy là nói bây giờ nghĩ, think about là nghĩ điều lành. Buổi sáng nè. Morning, trưa hay buổi chiều,
afternoon và buổi tối evening thì ta có một ngày vui, nó cũng lặp lại kia, mà nó chỉ khác cái là think about, tức là nghĩ điều lành. À, chỗ này mình đã nghe tiếng Việt, mình chỉ lặp lại tiếng Mỹ cho đại chúng nghe thôi. À, rồi bây giờ qua cái đoạn thứ ba là in the morning say something wholesome, nãy là làm, nghĩ, bây giờ nói. In the morning, buổi sáng mà nói điều lành. In the afternoon, say something wholesome. Và buổi trưa hay buổi chiều mà nói điều lành. In the evening, say something wholesome. We have a joyful day and night. Chúng ta có một ngày vui. We have a joyful week and month. Chúng ta week and month. Chúng ta có một tuần vui hay là một tháng vui. We have a joyful year and life. Chúng ta có một năm vui hay cả cuộc đời vui. À, chỗ này thầy viết tắt đúng lý ra là we have a joyful life. À, đó là ta có một ngày vui và năm vui, tuần vui, tháng vui và cả cuộc đời vui. Đó là kết quả tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Rồi bây giờ qua cái đoạn kệ khác là Đức Phật dạy là thân khẩu ý làm lành, thì nó kết luận về cái ba cái ý kia trên kia. Cúng dường bậc phạm hạnh, đi trên con đi trên đường chân chánh, làm lợi gọi là quần sanh. Ở đây nói tinh thần này là tinh thần tự độ, là độ mình. Ở cho cái câu này là tinh thần độ tha, là độ cho cái người thân người thương của mình và cho pháp giới chúng sinh. Ở đây nó có cái từ quan trọng là quý vị biết là cúng dường bậc phạm hạnh. Thầy phân tích cái này cho đại chúng nghe xíu. Thưa quý vị á, trong kinh 42 chương đó, Đức Phật dạy đó là khi mà mình bố thí cúng dường đó, thì trong kinh 42 chương Đức Phật dạy rất là rõ, mình cũng làm điều thiện điều lành. Ví dụ mình lấy 100 đồng hay là 1.000 đồng, ví dụ gì 1.000 đồng mà mình đem mình ra mình cho cái người homeless cũng làm từ thiện, cho cái người mà không nhà cửa cũng làm từ thiện. Nhưng mà cho những người đó thì cũng mình rải cái tâm từ cũng được, cũng tốt, hay lắm. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy đó, nó không bằng cứu cho một cái người làm lành. Bởi vì nhiều là cái người mà mình cứu cho người homeless, mình đâu có biết cái người đó làm, cái người đó nó say xỉn, nó dùng tiền, nó uống rượu bia nhậu nhẹt, mình đâu có biết được. Mình cho nó, mình giúp họ thôi, mình chỉ giúp thôi. Nhưng mà ở đây cái phước nó không bằng giúp cái người làm lành. Bởi vì người làm lành người ta không có phá hại ai, người ta cái hạnh của họ giống như con thỏ, giống như con nai vậy, người ta không có phá phách ai, cho nên giúp cái người làm lành. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy nữa, giúp cái người làm lành không bằng giúp cho cái người có nương tựa tam bảo và nương tựa năm học và hiểu và thực hành năm điều đạo đức. Bởi vì cái người lành á, họ cũng giống như con nai con thỏ, bởi vì cả cuộc đời của họ tự vì tôi ăn lành ở hiền mà, tôi chỉ ăn lành ở hiền, tôi không có hại ai. Nhưng mà nay cũng vẫn là nay, cuộc đời của họ cuối cùng rồi họ cũng vẫn là nay thôi, tự nhiên cái tính chất của họ cũng giống như là nay nhà thỏ, nó không có hại quá, nhưng mà họ không có tiến thân. Còn khi mà cái người mình giúp cái người mà có thọ trì năm điều đạo đức và nương tựa tam bảo đó, thì mình không có, mà cái người đó là người ta hiểu được, người ta tu được, ta làm lợi lạc cho chính họ và cho số đông nữa. Bởi vì ta biết được nhân quả nè, ta biết được thiện nghiệp báo nè, ta biết được điều ác điều thiện nè, người ta có thể phân biệt được năm cái điều đạo đức, cái điều nào nên làm, cái điều nào không nên làm. Bởi vì năm cái điều đạo đức không sát sanh, bố thí, cứu người và gieo trồng hạt giống hòa bình, họ học Phật pháp họ hiểu rồi, họ đâu có làm hại cho ai. Thì cái người đó có hiểu được sâu nhân quả và có niềm tin trong ta chánh Phật pháp rồi, đâu có sợ ai. Thì mình hiểu, mình giúp cái người đó nó tốt hơn. Bởi vì cái người mà có họ năm điều đạo đức, hành trì năm điều đạo đức và nương tựa ba ngôi tâm báo, ba ngôi tâm bảo đó, thì lúc đó là họ biết được cái phân biệt cái điều ác điều lành, điều thiện điều xấu điều tốt. Cái người đó họ có tiến thân hơn. Dù là Phật tử hay không phải Phật tử, dù là anh là người Việt Nam hay là anh là người da trắng, da đen, da đỏ, da vàng, da màu, năm cái điều đạo đức này nếu mà thực tập đều là an lạc, còn không thực tập là anh trở ngại. Cho nên cái người mà có tu học, có nghe pháp, có lắng nghe pháp, có học hỏi về năm điều đạo đức đó, thì lúc đó mình hành trì thì mình đó đem, cũng cái trường hợp đó mình đem 1.000 đó, mình thấy gia đình cái người đó khổ cực, mình giúp cho cái người đó thì nó tiến thân hơn. Cái phước của mình đó,
nó nhiều hơn. Ở đây từng cái level, tức là từng cấp độ một, mình lấy 1.000 mà mình mua, mình có thể giúp vật liệu, có thể giúp thức ăn, thức uống, nhưng mà mình cũng giúp, mà giúp cho cái người có thọ trì năm điều đạo đức và ba nương tựa, ba ngôi báo, ba ngôi tâm linh, thì nó phước nó nhiều hơn, bởi vì cái người đó có tu, có cái cấp độ nó cao hơn. Bây giờ ở đây Đức Phật dạy nó giúp cho cái người mà bố thí cúng dường cho cái người thọ trì năm điều đạo đức và nương tựa ba ngôi tâm linh đó, nó mình giúp cho cái người thọ giới lớn, tức là sư thầy sư cô, thì cái phước mình cúng dường cho người xuất gia nó phước nhiều hơn nữa, bởi vì cái người đó là người ta có tu và người ta lãnh đạo tinh thần, thì cái phước nó tăng trưởng hơn. Cũng số tiền đó mà mình giúp cho cái người kia nó phát triển hơn. Thầy nói đơn giản cho quý vị ví dụ cho nó dễ hiểu. Cái người mà giúp cho họ 1.000 họ ăn hết rồi, nhưng mà giúp 1.000 đó cho cái người sinh viên mà họ học tới nơi tới chốn, rồi sau đó họ lấy cái việc học, việc tài đức của họ, họ phục vụ cho gia đình họ, cho số đông, thì cái phước của mình nó nhiều hơn. Cũng giúp 1.000 nhưng mà giúp cho cái người ăn xin khác, giúp cho cái người lành khác, giúp cho cái người sinh viên khác. Còn ở đây nói về lĩnh vực Phật học mình, giúp cho cái người thọ trì năm điều đạo đức và ba nương tựa, cái phước nó khác, nó thấp hơn. Và giúp cho cái người mà xuất gia và có tu học trường lớp và có thực hành Phật pháp thì cái phước nó cao hơn nữa. Nhưng mà ở đây á, mà giúp cho bố thí cúng dường cho cái người phạm hạnh, cái người phạm hạnh có nghĩa là người không có phạm giới, người thực hành lời dạy Đức Phật, học thực hành và cái lời nói, ý nghĩ việc làm đi đôi với cái ý nghĩ của họ, với việc làm của họ, thì cái phước nó trọn vẹn hơn. Và cái người đó không bị phạm giới, tức là không có sát sanh hại và không có tà dâm, không có ngoại tình, không có, nhất là người xuất gia là có sống trọn cái đời sống xuất gia, là không có lập gia đình. Khi mà lập gia đình thì không ai ủng hộ hết, có cái túi riêng, có gia đình riêng, có cái máy âm riêng thì không ai ủng hộ, bởi vì anh cũng như tôi giúp chi. Thì ở đây Đức Phật dạy đó là bố thí cúng dường cho cái người phạm hạnh đó, thì cái phước nó tăng nhiều hơn nữa. Và cuối cùng đó, là bố thí cúng dường hộ trì tam bảo cho cái người đó, giác ngộ, cho cái người mà tu tập ngon lành nữa, thì cái phước nó trội hơn nữa. Cho nên cũng cái cúng dường, cũng cái bố thí một cái số tiền đó, nhưng mà tùy theo cái đối tượng, tùy theo cái chỗ mà mình làm từ thiện, thì lúc đó cái phước nó tăng trưởng hơn. Đó thì cái đoạn này Đức Phật dạy như vậy đó, để chúng ta biết và chúng ta cố gắng và áp dụng thực hành cho nó đúng. Dạ, bây giờ qua tiếp một cái đoạn mới, qua cái đoạn tiếng Mỹ, mình đọc cái đoạn chút nữa rồi quý vị có cái câu hỏi gì xin tham khảo. The body speak and mind do something wholesome, making offering to the celibacy once going on the right path, making benefits for living thing and living being. Thân, miệng và ý, thân, lời nói và cái tâm, cái ý nghĩ đó, làm các điều lành thì cúng dường cho cái bậc phạm hạnh. Chữ tiếng Mỹ là bậc phạm hạnh là chữ này nha quý vị ha. Celibacy once là phạm hạnh, là cái người không phạm giới, cái người đó nha. Đối với người đây là phạm hạnh là chỉ cho người xuất gia đó nha quý vị. Chữ cái từ này là cúng dường. Khi mình nói là cúng dường ai, là I would like to make offering to the Sangha, to Dhamma, to the monk or the nun, là cái cụm từ này là cúng dường nha. Quý Phật tử mình ai mà nói tiếng Mỹ á, là nói thưa mẹ, nó có học Phật pháp thuật ngữ bằng với thầy thần sĩ rồi, bây giờ có mấy người kia người ta hỏi cái từ cúng dường là gì, là lúc đó quý vị không hiểu gọi hỏi thầy bất công tốn thời gian. Cho nên nhớ là cúng dường là I would like to make offering to the monk or the nun or the temple, là con muốn cúng dường tam bảo, hay là cúng dường Phật, hay cúng dường pháp, hay tăng, hay là chư tăng chư ni, hay là chùa, hay là nhà thờ, là would like to make offering to the church hay the temple. Đó là cái từ này. Go on the right path, tức là đi trên con đường chánh. Right path là con đường thiện, đường chánh. Rồi làm lợi ích là making benefits for living thing and living being, là làm lợi ích cho quần sanh. Chữ living thing, living being là quần sanh, là số đông, là pháp giới hữu tình hay là pháp giới chúng sanh. Cái từ này là living thing, là hữu tình và vô tình đó. Nó cũng có một cái từ nữa là sentient being and insentient being,
là hữu tình vô vô tình, mà ở đây là cho quần sanh nói chung, là trong có loài tình thức và loài vô tình thức đều có từ này nha. Thì ở đây chúng ta học rồi. Rồi bây giờ thầy thấy thêm một cái đoạn mới nữa, thì để học cái đoạn này xong rồi mình bắt đầu mình thảo luận xíu. Khi ý thức rõ các việc nêu trên nha, chúng ta luôn luôn thực hành và phát triển các hành động chân chánh của thân, khẩu và ý để góp phần đem lại hòa bình, an vui và hạnh phúc cho tự thân là chính mình, cho tha nhân là người khác, ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Những cái phần này là Đức Phật kết luận để chúng ta nhớ, là khi mà biết những cái việc mà chúng ta vừa học trên đó, thì chúng ta nhớ làm cái hành động chân chánh. Thầy viết cái từ chân chánh rất là lớn để chúng ta nhớ, để thân khẩu ý của chúng ta để góp phần đem lại hòa bình cho số đông, an lạc cho số đông và hạnh phúc cho chính mình và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc, hòa bình, an vui là không ở đâu xa hết, là ngay bây giờ, right here and right now, in the present moment, in the present life, tức là ngay bây giờ và ở đây hiện tại, chứ không phải là ở đâu xa hết. Khi mà làm cái điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành là ngay right here and right now in the present life, là ngay bây giờ và ở đây. Đại chúng mà học mình nắm như vậy đó rất là an vui, chứ không có đợi ở đâu xa, không có đợi năm tới nữa, không phải, ngay bây giờ thôi, right here and right now in the present life, là ngay bây giờ và ở đây. Và ngược lại, làm điều ác, nói điều ác và chiến tranh từ cái lời nói, ý nghĩ, việc làm cũng right here and right now in the present life, cũng ngay bây giờ và ở đây. Ngược lại những cái điều đó đó, điều hòa bình tức là chiến tranh, an vui tức là bất hạnh, ngược lại đó, hạnh phúc tức là bất hạnh, an vui tức là khổ đau, thì ngược lại những cái điều đó cũng ngay bây giờ và ở đây, là do chính mình tạo tác. Ở đây chúng ta học, ở đây học để chúng ta hiểu cả hai vế đối lập. Hay à, lọc liền nhanh quá. Bây giờ mời đại chúng chúng ta học tiếng Mỹ. When we are fully aware of the above mentioned thing, we only practice and develop the wholesome action of our body, words, and mind to contribute to bringing peace, joy, and happiness to ourselves and to other people right here and right now in the present life. Khi chúng ta fully aware, tức là toàn tâm, toàn ý đó, khi chúng ta ý thức rõ những cái điều mà nêu trên, the above mentioned thing, là những cái điều nêu trên, thì chúng ta sao? Chúng ta luôn luôn thực tập nè và phát triển cái những cái hành động lành, wholesome thing. Nhớ cái từ cái tên này thầy viết lớn để cho đại chúng nhớ, là wholesome thing, những cái hành động gì của thân nè, our body nè, của lời nói nè và ý nghĩ nè, và để góp phần contribute to bringing peace, để góp phần đem lại hòa bình, an vui và hạnh phúc cho chính mình, ourselves and all the people, và cho người khác, right here and right now in the present life, ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Quý vị nhớ làm lành, ý nghĩ lành, lời nói lành, hòa bình, an vui, hạnh phúc cũng ngay bây giờ và ở đây, right here and right now in the present life. Còn ngược lại thì chiến tranh hay là khổ đau hay là bất hạnh cũng right here and right now, nó xuất phát từ cái lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta. Cho nên nó rất là quan trọng khi chúng ta hiểu, chúng ta cố gắng cái điều nào tốt thì chúng ta cố gắng nhận diện và chuyển hóa, tốt nữa mà xấu thì chúng ta nhận diện và chuyển hóa xấu thành tốt. Khi mà chúng ta học được như vậy đó, rất là an vui. Thì ở đây á, thì nó có ba cái vế khác rồi, ngày mai chúng ta xào thêm. Bây giờ thầy để dành lại thời gian cho đại chúng, có thắc mắc gì cái buổi học hôm nay chúng ta sẽ hỏi. Thì hôm nay chúng ta học như đây thôi, nghe như đây thôi, bởi vì còn thời gian lại để chúng ta trao đổi và chúng ta học những cái ý hay. Bây giờ thời gian còn lại, mời đại chúng chúng ta trao đổi. Dạ, mời cô Vũ Chánh. Cô Vũ Chánh, mời cô. À, như là Phật, con dọn cái mấy cái hộp tủ đó thầy, thì con thấy có cái miếng cạp của cái thiền sư á. Dạ. Ngài biên cái tên chữ 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 Ấn Độ đó, con không biết. Dạ, cô cứ đọc đi. Nói cho bên này là mọi người có tôn trọng bạn hay không, điều đó không quan trọng. Nhưng nếu bạn không tự tin, không tự tôn trọng bản thân mình, thì bạn sẽ mất tất cả.
Cô đọc lại lần cho đại chúng nghe lại lần nữa. Mọi người có tôn trọng bạn hay không, điều đó không có quan trọng. Nhưng nếu bạn không tự tôn trọng bản thân mình, thì bạn sẽ mất tất cả. Cái câu đó cũng hay đó. Cái này có thiền sư đó thầy. Dạ hay đó, ý đó hay đó. Tức là ý nói là mình muốn tôn trọng người khác, mình muốn làm cho lợi ích cho người khác, bản thân mình phải làm lợi cho mình cái đã. Khi mà mình làm lợi cho mình có nghĩa là gì? Mình đừng có uống rượu, uống bia, uống nhậu nhẹt, đừng có chơi casino, đừng này kia. Thì mình cứ giúp người nhiều, giúp cho tha nhân, giúp cho cái người thân, người thương của mình, giúp cho người hàng xóm, giúp cho xóm làng, giúp cho city, giúp cho chỗ này chỗ kia, cho xã này, quận kia, vân vân. Nhưng mà bản thân mình á, mình ăn nhậu nè, mình lấy của không cho nè, rồi sau á nhiều khi á mình ý á mình chức quyền, chẳng hạn như là mình làm giám đốc, mình làm hành chánh, làm officer vân vân, làm nhân viên, làm cái gì đó, rồi sau đó mình lợi dụng chức quyền, lợi dụng tiền của số đông, mình lấy cái tiền của đó mà mình làm cho số đông, mà bản thân mình không có gương mẫu, mình có làm lợi cho mình, ăn nhậu, rồi sau đó rồi đi chơi casino, đủ thứ chuyện hết, thì cuối cùng không có lợi ích gì. Cho nên ở đây cái câu mà cô vừa đọc đó, thiền sư đó nhắc nhủ cho chúng ta muốn giúp lợi lạc cho người A, người B, người C vân vân, bản thân mình đó phải tôn trọng mình, phải quý mến cái hành động của mình. Tôn trọng mình có nghĩa là gì? Esteem yourself, tức là tôn trọng về cái lời nói, ý nghĩa việc làm, mình phải làm thiện, ý nghĩa thiện và lời nói thiện. Chứ còn mà mình cứ giúp người mà lấy, mình lợi dụng công chức, lợi dụng cái quyền chức của mình, rồi bắt đầu cái mình lấy của công, mình đem giúp cái người khác, nhưng mà bản thân của mình á ngày đêm say xỉn, ngày đêm đánh vợ con, rồi chửi chồng con vân vân, đó nó đâu phải là hành động thiện, lời nói thiện và ý nghĩa thiện. Lúc đó mình không tôn trọng mình rồi mình tôn trọng ta sao được. Cho nên ở đây thiền sư nói rất là hay, mình trước nhất là mình muốn tôn trọng cho người khác là bản thân mình phải tu tập, bản thân mình phải làm điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành bằng cách là làm cái điều đức đó, đạo đức đó. Chúng ta nghe đây nghe lại thực tập, khi mình hiểu được như vậy đó, chúng ta rất là vui. Lúc đó chúng ta tôn trọng mình thứ thiệt đó. À, khi mà mình tôn trọng mình rồi thì lúc đó mình không có hút thuốc, không có uống bia, không có nhậu rượu, không có say xỉn, không có chơi casino, không chơi lấy của không cho vân vân. Thì lúc đó chúng ta tôn trọng mình thứ thiệt. Mà khi mà mình giúp cho người khác, người ta thấy cái gương mẫu của mình, ta bắt chước, bởi vì mình ta biết ơn mình rồi. Nhưng mà ngược lại á, người ta thấy cái hành động mình á, người ta mới quý. Chẳng hạn như là lũ lụt vừa qua ở Việt Nam đó, quý vị thấy những ca sĩ không? Nhiều khi á, nhà chùa á, cứu trợ không bằng cái vị ca sĩ đó. Nhưng mà vị ca sĩ này á, có hàng tỷ ta gửi tới tỷ Việt Nam đó, mà hết cái vị này giúp hết cái làng này qua cái xã kia. Nhưng mà bản thân cái người ca sĩ đó, ví dụ như họ trong trắng, họ đạo đức, họ làm điều lành, nói điều lành và nghĩ điều lành, thì người ta quý mến lắm. Còn ngược lại á, lợi dụng cái hình thức đó mà làm từ thiện, làm cho số đông, rồi cuối cùng bản thân mình á, mình đi nhậu nhẹt, mình đi la cà, hoặc là mình đi chỗ này chỗ kia, những cái quán bar đại khái như vậy đó, thì cái phước đức nó không có. Và hai người khi mà người ta hiểu được mình á, lúc đó người ta không có ủng hộ mình đó. Cho nên á, tôn trọng mình có nghĩa là vậy đó. Lời nói, ý nghĩ về việc làm, khi mình thực tập được như vậy đó, quý lắm. Dạ, cảm ơn cô Diệu Chánh đã đọc cái câu thiền sư để cho đại chúng bổ sung cái bài học hôm nay cho chúng ta hiểu. Bây giờ mời đại chúng, mời quý Phật tử nữa, vị nào có gì chia sẻ xin mời đại chúng. Dạ mời cô Diệu Thúy. Thưa thầy, trong cái bài kinh mà ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, thì sáu thời đó là tại sao có sáu thời thưa thầy? Sáu thời á, đúng rồi đó. Tức là thưa cô, là sáu thời có nghĩa là gì? Thường thường ở trong chùa á, mà khi mà mới xuất gia làm chú tiểu hay chú điểu đó quý vị, là buổi sáng nè, buổi sáng sớm á, là ở đây thì nó hơi du di xíu, chứ ở miền Việt Nam đó, lúc mà xuất gia trong cái đại chúng á, nhất là trong cái thiền môn á, là 4:15 là dậy rồi, đó là một thời là buổi sáng. Rồi xong rồi á, tụng kinh ngồi thiền xong rồi đó, rồi sau khi mà chấp tác là cái thời thứ hai. Chấp tác có nghĩa là làm việc giúp cho chùa, head the temple á, là làm việc nữa, là thời thứ ba hai.
Rồi sau đó ăn sáng xong bắt đầu á vô lớp học là thời thứ ba. Học xong rồi đó trưa phục vụ một thời nữa, tức là giúp cho đại chúng và làm tụng kinh cúng ngọ thời thứ ba. Sau đó rồi cái buổi xế nghỉ chỉ tịnh một xíu, tức là nghỉ trưa một xíu, gọi là tết arrest á, chỉ tịnh một xíu, rồi bắt đầu vô lớp lại học là thời thứ tư. Rồi sau đó cái nghỉ rồi ăn cơm xong á bắt đầu 7 giờ tối vô vô ngồi thiền tụng kinh niệm Phật lạy Phật vân vân tùy theo cái thời khóa, là thời thứ tư, thứ năm thứ tư. Rồi sau đó sau cái thời đó nữa rồi á bắt đầu á mà sau cái thời tụng kinh á là quý ông quý ngài đã tập hợp mà tăng chúng một lần nữa. Lúc đó là có thể học, có thể lắng nghe sự chỉ dạy của chư các bậc trưởng thượng là thời thứ năm. Rồi sau cuối cùng 10 giờ tùy theo cái chỗ, có thể 10 giờ, có thể 10 giờ rưỡi thì ngồi thiền trước khi đi ngủ là 6 thời. Cho nên một ngày có 6 thời như vậy đó, sáng, trưa, chiều và tối vân vân, nói chung là như vậy. Chứ đúng ra là 6 thời thì khi mà xuất gia mà tu học á, nhất là những cái tuần lễ mà tu niên mật á, hay là cái mùa ăn cư khất hạ là 6 thời như vậy đó. Mà vị sư thầy trẻ nào mà không có theo 6 thời á, nhiều khi phạt quỳ hương hoặc là quỳ nhang đó quý vị, cây nhang nhỏ rồi cái thắp lên cái cho quỳ hương, nếu mà không có đúng thời đó. Hồi nhỏ là nhất là còn tuổi trẻ đó thì ai cũng vậy hết á, thì một á là khi tới cái giờ tụng kinh hay cái giờ học á, cái nó dạ thưa chúng trưởng con bệnh quá, mà bệnh á thì nó thôi bệnh lần cũng được, bệnh hai lần cũng được, mà bệnh lần thứ ba đó chúng trưởng từ vì đông quá cho nên phải có chúng trưởng chúng phó, thì chúng trưởng mới nói thôi nếu mà chú hay là thầy bệnh á, lúc đó kêu sư chú bệnh á, thôi nấu cháo lỏng lỏng á, thay vì mấy vị kia ăn phở ăn cơm mà ngon lành nha, còn chú bệnh ba bữa liên tiếp mà không có tụng kinh á, nấu cháo lỏng lỏng cho chú ăn. ăn mà thấy mà tại đại chúng mà ngồi ăn phở ăn hủ tiếu, còn mình ăn cháo mà cứ vậy đó mà ăn một bữa không nói, ăn chừng hai ba bữa nó thèm chết đi, cho nên nó vợ thôi con không dám bệnh nữa. Cho nên á, cái giờ chúng tụng kinh, giờ chúng ngồi thiền, giờ chúng tu học thì mình phải cố gắng siêng năng, bởi vì trong chúng mà nếu mà mình cứ vậy đó chúng có cách trị chúng trưởng đó nấu cháo lỏng lỏng, không phải là cháo đặc nha, thay vì một chén gạo nó chừng năm gạo thôi, nấu giống như cháo nhão vậy, nấu thiệt lỏng vậy. Sau vì đó ăn kệ, nghe nói chú sư chú bệnh hay nấu cháo này lỏng lỏng cho chú hút ra nó đỡ nó nhẹ ruột. Làm chừng hai ba lần thì chú nói dạ dạ, đã khuya 4:15 thôi để cho con dậy chứ cái kiểu này cho chừng hai ba bữa nó cũng đi không nổi rồi. Đó là cái cách trị. Và cách thứ hai nữa là cái gì, nếu mà quỳ nhang phạm không chịu tụng kinh, không chịu học Phật pháp, không chịu tập thể dục, sáng là 5 giờ sáng, 5 giờ rưỡi sáng là ra tập thể dục rồi mà mình còn ngủ, thì lúc đó chúng trưởng kêu không ngủ nữa, thì một lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai, lần thứ nhất nhắc nhở, lần thứ hai cảnh cáo, lần thứ ba bắt đầu là cho quỳ hương. Thì lúc đó hồi nhỏ cũng thông minh lắm, ví dụ cây hương khoảng gan á, bắt đầu đại chúng ăn cơm trưa nói theo cái từ bên ngoài, còn nói theo trong nhà chùa gọi là ăn cơm quá đường, thì đại chúng bắt cái chú đó quỳ hương, quỳ một cây hương, quỳ hết mà hết đại chúng ăn cơm xong, thọ trai xong rồi đi kinh hành niệm Phật, thì cái vị đó còn quỳ hương. Thì cái lúc nhỏ thông minh lắm, cũng có lúc quỳ hương, cho nên vừa quỳ mà cây hương thổi thổi cho cây hương nó cháy cho nhanh. Để chi ở khi thấy cây hương mà nhanh đó, thay vì cây hương đó ví dụ là nửa tiếng ha, mà mình thổi cây hương nó có chừng 20 phút thôi cho nó khỏi mỏi đầu gối. Thổi như vậy đó, cho nên đó là ông trung trưởng, thầy trung trưởng kinh nghiệm đó, anh nói tôi biết chú cái này, chuyện này hồi nhỏ tôi có làm rồi, cho nên thôi lần này tôi tha nha, chứ còn mà thổi cái này nữa tôi cho quỳ hương cây hương cây nữa đó. Đó là cây quỳ hương cái phạt thứ hai. Và cái thứ phạt thứ ba nữa là cho quỳ lên cái vỏ Smith đó, quý Phật tử biết cái Smith không? Nhớ cái đường gói là không có được bọc cái gì cho nó cái vải nó dài dài nha,
Tại vì cái vải áo lam mình đó, nó mỏng mỏng mà bọng cái quần đó, rồi cái vải nó rất là mỏng, cho nên quỳ lên cái summit đó, phạt ví dụ lần đầu đó, cho quỳ 5 phút thầy đầu ở nhà, mà ai mà lì hơn nữa, không chịu sinh hoạt với đại chúng, không chịu tụng kinh, không chịu tập thể dục, không chịu ngồi thiền, không chịu học Phật pháp, nếu mà nguyên ngày đó như vậy nhắc nhở cuối cùng không được đó, đem ra đại chúng bắt đầu cử lên cái vị A B C, cả ngày không chịu, thứ nhất bệnh nấu cháo rồi không chịu ăn, rồi nhè thấy đại chúng ăn phở với hủ tiếu cũng nhột, cũng xúm xích ăn như vậy, cái này không coi cái bệnh này coi lại. Cho nên đó, quỳ summit đại chúng đều thống nhất là cho đâu cái vị đó quỳ summit 5 phút hoặc là 10 phút đầu lắm, cho nên khi mà phạm tới cái trận đó rồi đó là sợ lắm, là thôi Nam Mô Phật cho con sám hối, cho con lại 108 lại để con tha thứ, lần sau con không tái phạm nữa. Xin quý ông quý ngài, nhất là chúng trưởng sư ông quý ông tha thứ cho con đó. Như vậy đó, thì như vậy những cái cách như vậy đó để điều phục cho những cái người mà làm biết, quý vị không, trong nhà chùa nó cũng có những cái phương pháp chứ, bộ đâu phải như ngoài đó lấy tay ra tay chân cái dốt thôi không, ở đây không có, ở đây mình làm vậy giáo dục không có dùng tay chân. Nếu mà dùng tay chân á, sau này nó lỡ có gì á, cái người đó thận lắm. Cho nên ở trong nhà, trong thiền môn á, người ta huấn luyện bằng cách đó đó. Người nào mà ngủ nhiều, người nào mà làm biếng thì cuối cùng làm cái kiểu đó đó. Thì nhiều cái cách để trị. Sau đó mà nặng nữa thì cho mặt cẩm, nghĩa là gì? Cho cái người ở riêng, cái chú A đó ở riêng một phòng, không có tiếp xúc ai. Lúc đó mặt cẩm nghĩa là gì? Là cách biệt chúng, không sinh hoạt với chúng, khổ lắm. Mà khi mật tẩm đó là phương pháp nhiều rồi đó, nặng rồi đó, cho nên sợ lắm. Ở trong chúng là cố gắng, mà một Phật còn sai, ý nghĩ sai, việc làm sai, còn xin sám hối, thì nhờ gì nó qua hết. Thì quý Phật tử nghe sơ sơ trong cái đời sống thiền môn để quý vị biết được cái người tu tuổi trẻ, tuổi nhỏ là quý hơn cái người mà lớn tuổi là vậy đó. Ngày nay ở bên này mà tu hơn quý vị không, tuổi tác lớn nhiều khi có retire rồi, cái muốn thích đi tu cái cạo tóc rồi vợ đi tu, mai mốt thầy nói cái trận đó cho quý vị nghe rõ hơn nữa, nhiều khi nó mất cái ý nghĩa là vậy. Cho nên cái người mà tu hồi nhỏ tới lớn, rồi cái quá trình đó ở trong chúng cũng là học, quá trình quỳ hương cũng là học, quá trình đó va chạm về cái lời nói cũng là học, để mình chi á, mình biết được sau này mình lớn lên á, mình đi chỗ này chỗ kia, đi ở chỗ A chỗ B C, mình biết mình cách mình hướng dẫn cho cái người sau. Chứ còn ví dụ mà đi vô chùa mà lớn rồi biết cái gì đâu, hồi nhỏ kinh nghiệm đâu mà chảy. Cũng như là 3 tháng quân trường ở bên quân đội đó, còn ở trong nhà chùa thì 3 năm thực hành mà ngon lành, sư ông cho lên loan liền. Thầy kể chuyện vui, cũng giống như là thầy chữ Trừng Sĩ đó, mà viết cái dấu á, mà học bên Ấn Độ, với sau khi mà qua Mỹ rồi có mấy ông nói dẫn, trời ơi Mô Phật con tu năm nay gần 40 năm rồi, mà bây giờ mới có lên Trung Sĩ, viết tiếng Mỹ không có dấu là Trung Sĩ á, Trừng Sĩ không biết, không có dấu thành Trung Sĩ á, bây giờ sao mà lên lo được. Nó dạ con mới thi quốc tịch đậu thôi, con báo cho ông mừng, như vậy bữa nay con lên Thượng Sĩ rồi đó. Thì đó, ý nói cho nó vui, thì mình tu nó có tiến bộ trong cái tu, ở trong chúng vậy, nhờ vậy đó thì nó mới vươn lên. Chứ còn mà đại chúng ta làm việc mà mình lo ngủ, đại chúng ta học mà mình lo ngủ, đại chúng ta tập thể dục mà lo ngủ là không được. Nhờ cái phương pháp đó mới trị được chúng, trị được những cái người làm biết. Dạ, thầy thấy thời gian, mời cô Dư Thúy. Dạ, Mô Phật, mời cô. Dạ, thầy vừa giải thích như vậy là áp dụng trong cho quý thầy, quý Phật, quý vị đi tu. Thì cái sáu thời cho có áp dụng cho những người cư sĩ, cư sĩ bình thường như tụi con này. Dạ cảm ơn cô. Trong trường hợp á, ví dụ như là có một cái khóa tu 3 ngày thì lúc đó 2 ngày thì có thể áp dụng, nhưng mà đó là trong cái những cái khóa tu mùa ăn cư kiết hạ thôi, thì mình thực hành cái đó rất là xích sao. Tại vì bởi vì mình có 6 thời như vậy đó, thì là quý ngài sở dĩ mà chia ra như vậy đó, để chi cái tâm niệm, cái ý nghĩ và việc làm của mình không có rảnh, để cho mấy chú nỗ lực và tu tập, để chi không có phóng túng. Khi mà mình phóng túng cái giờ rảnh á, nhiều khi ngồi dụm 3 dụm 7 đó, nói chuyện A B C, nói chuyện đời trước đời sau, hiện tại đi ra hàng sớm, đi ra cái ngõ tư ngõ năm, nói nó mất cái ý nghĩa trong cái khóa tu tập.
quý ông quý ngài chia cái múi giờ xích sao như vậy để cho đại chúng cùng nhau tinh tấn và tu tập, không có dành thời gian rảnh và nói cái chuyện tầm phào đại khái gì, nói cái chuyện vô ích mà cái khóa tu á dành cho cái người xuất sĩ như vậy. Tuy nhiên có những lúc mà cái thời gian như vậy đó dành cho cái những cái khóa tu kể cả người cư sĩ và tu sĩ luôn, thì lúc bây giờ thì có. Thì tuy nhiên á, những người nào khỏe, những người nào mà lớn tuổi rồi thì không áp dụng cái kiểu đó được, bởi vì nhiều khi thông cảm mẹ nhà nhiều khi nằm ráng bảy, nói ví dụ là 8 giờ dậy nhưng mà mẹ coi đồng hồ mẹ nằm thêm một xíu nữa thấy 9 giờ mẹ cũng chưa có dậy, nhiều khi nằm ráng. Thì cái người lớn tuổi nó khác, còn cái người trẻ tuổi nó khác, mình áp dụng cho cái theo cái độ tuổi. Chứ còn mà nhiều khi cái người lớn tuổi đó mà mình áp dụng vậy tội nghiệp cho các ngài. Đó, cho nên ở đây á, cái người cư sĩ mà có cái khóa tu á, thì mình chuyển, mình yến chuyển thêm xíu, thay vì mình tu á, một tiếng rưỡi, mình cho các ngài, cho quý Phật tử lớn tuổi nghỉ khoảng 15-20 phút hoặc là nửa tiếng ví dụ vậy, thì lúc đó mình yến chuyển xíu. Chứ còn mà mình áp dụng mà như vậy đó, nhiều khi đó, tội nghiệp cho những người lớn tuổi. Hồi trẻ á, quý ông quý ngài sắp xếp cho mấy sư chú á, như vậy rất là hay, rất là ý nghĩa, để mấy chú tinh tấn như con khỉ, như con vượn, để hỏng một cái thời gian nào trống á, mấy chú nhảy đầu này nhảy đầu kia, có lúc là chơi cổng, chơi cò cò, chơi này kia, đại khái là nhỏ mình chơi đó. Cho nên quý ông quý ngài sắp cái thời gian xích như vậy để cho cố gắng. Tuy nhiên sau này lớn lên làm sư thầy ở trong cái khóa tu an cư kiết hạ cũng có thấu thời như vậy đó, rất là xích sao. Còn cái khóa tu mà dành cho người cư sĩ á, tùy theo cái lứa tuổi, mà nếu mà làm áp dụng mà nhiều quá, nói thôi mô Phật của thầy, còn tù hôm bữa để còn lái xe về nhà. Nếu mà tù nữa chắc cái kiểu này chắc cái con đi cũng không quá. Cho nên yến chuyển thôi, mình tu sao để có thời gian thảnh thơi mà nó không có lãng phí cái thời gian, nhưng mà có thời gian để mình chơi, mình uống trà với nhau, mình chơi với nhau, mình có thời gian mình tâm sự với nhau, nó thích hơn. Chứ nhiều khi chia cái thời gian nhiều quá, xích sót quá, rồi cuối cùng không có cái thời gian để tâm sự, không có thời gian uống trà, rồi lúc đó nó cũng tội cho những người lớn tuổi. Thì trường hợp đó cũng có mà rất là ít. Tuy nhiên mà những Phật tử nào mà muốn như vậy đó, thì lúc đó có bằng cái tâm nguyện của mình thì đề nghị, thì lúc đó cái chương trình nó sẽ khác một xíu. Chứ còn vừa vừa thôi, ít ít thôi, chứ còn làm dữ quá cái căng thẳng rất là trở ngại. Thầy nói một cái câu chuyện cuối cùng nữa, đại chúng nghĩ nha, thấy thời gian cũng hết rồi đó. Đức Phật dạy trong 42 chương á, kinh 42 chương Đức Phật dạy đó, khi mà cái người tu á mà gắt quá, thì Đức Phật hỏi cái người đệ tử đó, cái người mà tu mà không có phương pháp mà gắt quá, giống như là người ta ăn một ngày hay một bữa ăn 3 chén cơm, hay là ví dụ là một chén cơm là được rồi, nhưng mà cái người tu gắt quá, ăn một ngày chỉ trái bắp hay là nửa trái bắp, hay là thậm chí một trái apple thôi, nói ví dụ vậy, tu gắt quá, hành trì gắt quá, thì cuối cùng Đức Phật đưa ra ví dụ rất là hay. Cái người tu khổ, kham khổ quá cũng giống như cái đàn đó quý vị, nó căng lên. Thì thưa đệ tử, này các đệ tử, khi mà cái dây đàn nó căng lên nó sẽ làm sao? Rồi bạch Đức Thế Tôn, dây đàn nó sẽ đứt. Quý vị hiểu ý không? Và cái ý thứ hai nữa là khi mà người tu mà tu rai rai, tu cho có, tu lấy lệ, người ta tu mà mình ngủ, ta học mà mình ngủ, ta tập thể dục mà mình ngủ, ta đi thiền hành mà mình ngủ, một ngày ta đi ví dụ là 3 thời mà mình đi có nửa thời cái mình xuống, ví dụ mình mới có lên có nửa thời cái mình xuống, hoặc là ta lên ta tụng kinh, ta lên ta nghe pháp, ta lên ta tập thể dục mà mình ngủ, rồi mình ẩn, mình núp ở phía sau, ai làm gì làm, tôi cũng nghe chứ mà tôi ẩn, tôi trốn, thì lúc đó gọi là tu nửa vời, tu lai rai, tu cho lấy lệ, tu cho có. Thì cuối cùng như vậy đó, lúc đó là cũng như cái dây đàn này các đệ tử, cái dây đàn mà nó bị dùng á là nó là sao? Thưa bạch Đức Thế Tôn, dây đàn đó nó không có hay, nó dùng đánh nó tửng tửng tửng, nó không có kêu cái âm thanh, nó không có hay. Thì Đức Phật dạy cái phương pháp thứ ba cũng vậy, này các đệ tử, nếu mà cái dây đàn đó, cái người tu á, tức là vừa phải,
đó mà khóa tu mà người ta quy định mà tu vừa phải làm cho thân an, tâm an, cái pháp tu cũng an lạc và cái người thực hành cũng an lạc và cái sự hành trì đi đứng nằm ngồi cũng an lạc, thì này các đệ tử cũng giống như cái đà, cái dây đàn mà không dùng, không căng, không lỏng, không căng quá, không lỏng quá, cái dây đàn nó vừa thôi thì cái tiếng đàn nó như thế nào thì cái vị đệ tử nó bạch Đức Thế Tôn, tiếng đàn rất là hay, con nghe cái tiếng đàn, cái âm thanh nó du dương, con thích lắm. Here and now we practice together liền. Quý vị thấy rất là hay không? Nhờ như vậy đó, cho nên đó, Đức Phật dạy đó, này các đệ tử cũng vậy, cái người tu đó, mà có cái pháp tu, có cái pháp học, pháp hành, pháp hiểu, pháp thành, pháp chứng, cuối cùng ngon lành, thì lúc đó mình cũng giống như cái dây đàn, không căng, không dùng, cái âm thanh nó rất là hay, mình lợi lạc và cái người xung quanh cũng đều lợi lạc. Đó là cái bài pháp mà Đức Phật dạy cho các đệ tử biết cách tu và biết cách hành trì. Thì lúc đó thân an và tâm an và mọi người đều an lành. Dạ, Nam Mô Phật. Rồi, bây giờ thầy thấy thời gian đã hết. Đại chúng rất là tinh tấn và mặc dầu hết thời gian mà nghe ngon lành. Bây giờ quý vị có cái câu hỏi gì chia sẻ là ngày mai nha. Thì hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ xin đại chúng chúng ta hồi hướng. Thầy nguyện cầu Hồng Quang Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng của mình đây được thân khỏe và tâm an, gửi cái năng lượng lành, ý nghĩ lành và lời nói lành cho cái người thân người thương của mình. Kính chúc đại chúng có một cái ngày an lành, đêm an lành và năm mới được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Rồi trước khi mà đại chúng chúng ta nghỉ về